Xin chào các em, chào mừng các em đã quay trở lại với video của cô. Trong video này, cô sẽ hướng dẫn các em giải bài tập 2.1 và 2.2 ở trang 30 sách toán lớp 9 tập 1 bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Bài tập 2.1 giải các phương trình sau. Câu A là x nhân cho x trừ 2 bằng 0. Câu B, 2x cộng 1, tất cả nhân cho 3x trừ 2 bằng 0. Mình thấy rằng những cái phương trình này có dạng là phương trình tích, nên mình sẽ nhắc lại phương pháp. Để giải phương trình tích, ax cộng b nhân cx cộng d bằng 0, ta giải hai phương trình ax cộng b bằng 0 và cx cộng d bằng 0, sau đó lấy tất cả các nghiệm của chúng. Tức là mình quan sát lên đây, ấy có hai phần nhân lại này, thì mình cứ cho mỗi phần bằng 0 rồi mình bắt đầu giải ha. Đây, câu A. Ta giải hai phương trình sau. Thứ nhất là x bằng 0 nè, thứ hai là x trừ 2 bằng 0. Rồi x bằng 0 thì không cần biến đổi nữa ha. Đối với x trừ 2 bằng 0 có thể tương đương với x bằng 2. Vậy lúc này mình vừa tìm được hai nghiệm là 0 và 2. Vậy phương trình đã cho có nghiệm x bằng 0 và x bằng 2. Tương tự với câu B, đây mình cũng sẽ giải hai phương trình, là hai phần trong hai cặp dấu ngoặc nè. Thứ nhất là 2x cộng 1 bằng 0 và thứ hai là 3x trừ 2 bằng 0. Giờ đối với 2x cộng 1 bằng 0 mình có thể biến đổi, sẽ tương đương với 2x bằng âm 1 nè, hay là x sẽ bằng trừ 1 phần 2. Rồi 3x trừ 2 bằng 0 thì sẽ tương đương với 3x bằng 2 hoặc là x bằng 2 phần 3. Vậy phương trình đã cho có nghiệm là x bằng âm 1 phần 2 và x bằng 2 phần 3. Giờ mình tiếp tục với bài tập 2.2. Giải các phương trình sau. Câu A là x bình trừ 4 cộng cho x nhân cho x trừ 2 bằng 0. Câu B, 2x cộng 1 tất cả bình trừ cho 9x bình bằng 0. Thì việc đầu tiên để giải được hai phương trình này ha, mình sẽ biến đổi nó về dạng phương trình tích trước. Ví dụ như ở câu A, mình thấy ở phần phía trước này là x bình trừ 4. 4 thì nó bằng với 2 bình phương, cho nên mình sẽ nhắc lại hằng đẳng thức là a bình trừ b bình sẽ bằng a trừ b nhân a cộng b. Tức là đối với phần phía trước này thì nó sẽ bằng là x trừ 2 nhân x cộng 2. Và phần phía sau mình ghi lại thôi. Vì lúc này em mới thấy rằng x trừ 2, ở đây có x trừ 2, vậy mình đặt x trừ 2 ngay làm nhân tử chung. Ở bên đây còn lại là x cộng 2 nè, phía sau còn lại là cộng x, mình viết lại thôi. Rồi mình gom gọn lại được là x trừ 2 nhân cho 2x cộng 2. Vì lúc này đã có phương trình tích rồi, cho nên em sẽ giải hai phương trình sau. Phương trình thứ nhất là x trừ 2 bằng 0, phương trình thứ hai là 2x cộng 2 bằng 0. Giờ thứ nhất, x trừ 2 bằng 0 thì tương đương x bằng 2 nè. 2x cộng 2 bằng 0 thì tương đương với 2x bằng âm 2 hay là x bằng âm 1. Vậy phương trình đã cho có nghiệm là x bằng 2 và x bằng âm 1. Tương tự câu B. Thì mình thấy rằng đối với câu B, ở phần phía trước là 2x cộng 1 tất cả bình rồi nè. Ở phía sau là 9x bình. Trong khi đó mình nhận thấy rằng số 9 nó sẽ bằng với 3 bình phương. Nên mình sẽ gom vị trí này lại là 3x tất cả bình phương. Vì lúc này nó có dạng là A bình trừ B bình. Nãy hằng đẳng thức mình nhắc lại rồi đó. A bình trừ B bình sẽ bằng A trừ B nhân cho A cộng B. Cái này là A nè. Trừ B là 3x ghi lại. Rồi tiếp tục A cộng cho 3x bằng 0. Rồi mình gom gọn lại từng phần. Âm x cộng 1 và 5x cộng 1. Rồi giờ ở đây đã có phương trình tích rồi, thì ta sẽ giải hai phương trình sau. Âm x cộng 1 bằng 0 và 5x cộng 1 bằng 0. Vậy âm x cộng 1 bằng 0 tương đương với x bằng 1 nè. 5x cộng 1 bằng 0, mình chuyển số 1 qua thành âm 1. Tiếp theo là tương đương với x bằng âm 1 phần 5.
Vậy phương trình đã cho có nghiệm x bằng 1 và x bằng âm 1 phần 5. Trên đây cô vừa hướng dẫn các em giải bài tập 2.1 và 2.2 nằm ở trang 30 sách toán lớp 9 tập 1 bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Chúc các em thực hiện thật tốt những bài tập này. Nếu thấy hay có thể like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những video sau.